Bạn chắc chắn sẽ hành được Alan sau khi coi clip này. Alan là vị tướng gây nhiều tranh cãi về sức mạnh, người bảo yếu, kẻ kêu mạnh. Nhưng công bằng mà nói, đây là vị tướng rất mạnh khi chém ra tranh. Nỗi ác mộng đối với anh em đánh chủ lực, nhưng Alan của hiện tại có nhiều điểm yếu để anh em khai thác. Tin gì sẽ gợi ý cho anh em các vị tướng bán hành Alan nhá. Ad ơi, tìm cho em quả nick có nhiều skin của Murat đi. Đam mê Murat đúng không? Lên ngay cho anh em. Murat Zenitsu, Murat Chí Tôn Thần Kiếm, Siêu Việt, Thích Khách Sa Mạc, ưng. Lên ngay tngshop.vn, lượm em nó về nhá. Thứ nhất, Floor vốn là vị tướng trước mùa S2 2023 là khắc tinh của Alan ở đường. Tất nhiên sẽ gặp đôi chút khó khăn nếu không ở chiêu cuối. Thì nay, với một Alan đã được sửa và thay đổi bộ kỹ năng, thay vì trói chân lại là làm chậm, Floor không những chẳng ngán mà còn càng lý do lên thêm đôi giày giáp. Vì nên nhớ, sát thương của Alan đến chủ yếu từ đòn đánh tay, mà giày giáp ai chẳng biết. Đôi giày này giảm tất cả mọi loại sát thương đến từ đòn đánh tay. Mà Alan không chỉ là sát thương vật lý, còn là phép và sát thương chuẩn. Đã thế, gồng chiêu một Alan còn tự làm chậm bản thân, tạo lợi thế cho Floor ném hoa càng dễ dàng, múa thoải mái hơn. Trong khi Alan hiện tại chẳng thể nào ngắt nhịp múa hay là né đi nhiều nhịp hoa của Floor vì làm gì còn chói chân. Bất chấp Alan dùng chiêu cuối thì vẫn có thể bị Floor ao nhây. Mà anh em ai chơi nhiều Floor đi kèo với Murat thì việc căn nhịp Alan chui ra từ chiêu cuối và sau đó ném hoa nó quá đơn giản. Tất nhiên một ngang trình Alan chẳng thể nào lại Floor đâu. Nhưng khi kéo người lên thì cũng chưa chắc ăn được Floor nhá. Bởi lúc mà Alan chiêu cuối sẽ có một cái khoảng Floor chỉ ăn đam bởi một kẻ địch thôi. Mà trong thời gian đó, Floor múa để lên máu là quá đơn giản. Trừ khi đối tượng gank Floor giúp Alan lại bị tướng khống chế quá căng. Ví dụ đó chính là Aether thì chịu. Ngược lại, Floor mà được gank thì Alan tỷ lệ nằm lại càng cao hơn. Không chỉ là Floor mà những vị tướng đi đường top khác có thể chơi thẳng mặt Alan dạng 1-1 có thể kể tới. Đó chính là Quy, hiệu ứng khống chế tuyệt vời, sát thương, hồi phục khủng. Hay là cả VSS với những cú lắc vòng, lắc chuẩn nhá. Anh em hạn chế Pick Omen hay là những vị tướng thiên quá về tanh như là kiểu là Skirt, Tara hay là Mina. Dù Alan thay đổi nhưng chặt tanh, chặt đấu sĩ cận chiến ít sát thương sốc thì vẫn cứ gọi là quá tuyệt vời. Thứ hai, Murat. Đi top với Alan không nhất thiết phải chơi khâu máu Venta mà hoàn toàn thể chọn một kiểu khó chịu hơn, đó là cấu máu và di chuyển. Murat là một thí dụ. Phải nói Alan dù ở hất tung và có cả làm chậm nhưng quá khó để giữ chân Murat lại sau khi nó chém ảo ảnh chạm. Chứ đừng nói là núp và bắt đường di chuyển của Murat nhé. Trong khi đó Murat đơn giản lấy nội tại và liên tục lao lên cấu rỉa máu Alan, sau đó giật về an toàn. Cũng như là sau khi dọn lính xong, thậm chí dọn sau, nhưng tốc độ để Murat tiếp cận và can thiệp giao tranh là nhanh hơn Alan rất nhiều. Đồng ý, Murat khá khó để solo kill Alan nếu anh ta chơi tỉnh táo và chắc cú. Vì trước cuối đầu game của Murat hồi không phải là quá nhanh. Nhưng nếu mà nhận được sự hỗ trợ từ mid và đồng đội kiểu như là Tulen lên với lô điểu hay là Zata với cú thiên dực, thậm chí là một Chrissy núp trước đợi Alan lên farm thả 2-1 bật chiêu cuối chạy để Murat dứt điểm thì sao? Hay dễ hiểu hơn, chỉ cần một mid có lượng sát thương để đi nửa máu của Alan hoặc là bồi thêm sát thương để hạ gục hắn ta là quá tuyệt vời. Đặc biệt khi đã bị Murat cấu rỉa đi nửa máu là quá ổn. Và không chỉ Murat, sau đây những vị tướng các bạn thể chơi, chúng ta thể chơi Ryoma, phong cách cấu rỉa đầy khó chịu. Vì nếu Alan trước thì Ryoma còn ngán bị chói chân, chứ bây giờ không chói chân, sợ gì có chiêu một rồi mà. Thứ ba, Elandor. Nếu không đi top, chúng ta có thể sử dụng rừng để làm phế đi cánh của Alan một cách dễ dàng bằng cách đó chính là sử dụng Elandor. Một xạ thủ có sải tay tốt để thả diều Alan, thêm quả bùa đỏ thì Alan khóc thét ngay. Cũng như là việc sử dụng bướm để biến ảo, bất chấp Alan chưa cuối vào, Elan chúng ta vẫn có thể né đi sát thương một cách đơn giản vì chẳng có cách nào để mà Alan có thể giữ chân và tiếp cận được một Elan một cách liên tục cả. Đã thế, Elan đi gank không phải là 1-1 mà là 2v1 cơ, khi đó rất là khó cho Alan. Thậm chí việc Alan chưa tới phút thứ tư mà bị Elan của đồng đội lấy trụ nó quá bình thường. Mà Alan ở trong thế thủ rất khó chơi đúng không? Vừa di chuyển sau lại dễ bị bắt. Một Alan phế đúng kiểu vô hại cực kỳ luôn. Giao tranh tổng không có áp lực nè, sát thương thì không đủ, chống chịu thì cùi bắp, hiệu ứng không chế quá nghèo nàn. Vậy thì đi rừng ngoài Elan ra, chúng ta lựa chọn sát thủ gì để có thể cấu rỉa và giữ tâm? Ok, đó chỉ là Nagrod và Aoi là những cái tên các bạn không nên bỏ qua. Hoặc anh em thể lựa chọn phong cách sốc đam với Zuka, Greenak hay là Ngộ Không. Nhưng cần đồng đội câu đi chiêu cuối của Alan trước. Thứ tư, Cavani. Đa số vị tướng xạ thủ phải dựa phần nhiều vào sự cover của đồng đội, nhưng cũng cần chủ động để né và thả diều được Alan. Nên chúng ta cần một xạ thủ có đủ sự cơ động. Bỏ qua Hete đi, bởi vì nó quá phổ biến rồi. Cavani thì sao? Một cái tên hợp lý. Không chỉ có sự cơ động từ lần đổi dạng và lướt đi, hay là bứt tốc và thả diều, thì khi đó Alan rất khó để sốc đam nhanh. Thì Cavani lên cung Tama
vẫn có thể bán lật kèo hết sức đơn giản thôi. Đã vậy, với một xạ thủ mạnh như Cavani, việc ép đường nè, farm trái máy và ao tiền quá đơn giản. Khi đó dù Alan bắt được vào Cavani nhưng chưa biết ai nằm lại đâu. Tất nhiên là dù chơi xạ thủ nào thì khi bạn bị Alan dí chú cuối vào người ấy, tốt nhất các bạn nên né đồng đội ra để tránh Alan tạo ra một cái lượng sát thương chuẩn quá khổng lồ. Trừ khi trợ thủ của anh em là Zip, vì như là nói combo của Alan là khó thể đưa Cavani lên bảng điểm số ngay lập tức. Ngoài Cavani ấy, thì một số xạ thủ quá ngon để đề phòng Alan có thể kể tới như là Hayate cơ động thả diều nè, thêm quả diều Hyoga, slowball quá thoải mái. Hoặc cũng thể là một Elsu chơi tốt, đặt mắt, hạn chế bị tiếp cận từ Alan. Và với việc từ xa nhắm bắn, ngắm và giữ vị trí thì Alan sao chơi ở đây, thậm chí bị bám vào đơn giản giật chiếc cuối bắn ngược lại luôn. Tất nhiên bọn theo nát John hay Lavi ấy, nếu có bảo kê ngon thì cũng không quá ngại Alan đâu, nhưng đi đánh đơn ấy khó nào lắm anh em ạ. Thứ năm, Zip. Ở trong tranh tổng, nếu một Alan có tiền và biết chơi thì các vị tướng xạ thủ sẽ khá mệt với anh ta đó. Chỉ vậy, việc có một trợ thủ có thể khắc chế Alan là rất quan trọng. Hiệu quả nhất theo TNG đó chính là Zip. Với một cú hút, cú lăn của bản thân ấy khiến cho ý định sốc đam và tận dụng đông người để mà tối ưu sát thương chuẩn của chiêu cuối là vô hiệu hóa ngay. Thậm chí Alan chiêu cuối vào, Zip có thể tự hủy khi mà Zip hút đồng đội và lăn về trụ luôn. Khi đó chắc chắn Alan chỉ ước mình không phải chui ra. Đặc biệt Zip sẽ rất hiệu quả nếu kẻ địch chơi kiểu là kết hợp combo như là Alan cộng Mark hoặc là Alan Pain để lao vào và bắt chủ lực. Khi đó có bị tướng trợ thủ khác ấy, nào là phải giải khống chế nè, nào là phải gây hiệu ứng khống chế và xạ thủ phải tốc biến hay là có phù hiệu băng xương các thứ. Zip đơn giản thôi, há miệng hút chủ lực vào thế là xong. Tất nhiên giờ rank cao thủ hay là chiến tướng ấy, Zip bị cấm khá khá, chúng ta có thể đổi sang dùng những vị tướng khác. Thên, một cú đẩy sau khi Alan chui ra hoặc là chuẩn bị lao vào là quá hợp lý. Hay là Badum khống chế quá tuyệt vời, thậm chí cả Senia với một sứ mệnh cứu thế hợp lý. Hoặc đơn giản nhất ấy, các bạn pick Arum, Aether xích vào, cốc đầu Alan là xong. Đó là các vị tướng TNG gợi ý cho anh em để trị Alan ở các vị trí nè. Và không chỉ là 5 vị tướng này đâu, mà ngoài 5 vị tướng này nếu các bạn nghe kỹ càng ấy, sẽ biết được rất là nhiều vị tướng TNG để đằng sau để các bạn có thể mở rộng cái bể tướng của mình. Anh em gặp khó khăn gì khi đối đầu vị tướng nào, hãy comment video để TNG thực hiện và gửi tới cho anh em nhé. Và nếu thấy video hay và có ích cho anh em, tặng TNG một nút like nhé.